大家好，欢迎回到 South 汉语中心的直播课。xin chào các bạn, chào mừng chúng ta đã quay trở lại với buổi học lúa thông qua live stream của trung tâm tiếng Trung South và mình là Kim Ngân. 大家晚上好，啊，xin chào buổi tối các bạn nhé. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau chữa đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia 2023. Hôm nay thì đã có đề thi rồi.Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé, để xem là chúng ta liệu có thi đỗ cấp 3 nếu như mà chúng ta thi tiếng Trung hay không. Nguyễn Thảo, ni hao. Xin chào Nguyễn Thảo. Đa gia chi đờ phân xảo hờ bỉ xin ha. Chúng ta đừng quên hãy chia sẻ live stream và thả tim cho live stream nhé.大家快快进来，从刚刚到尾共八道呢。大家准备好了吗？从刚刚上下车。có rất là nhiều bạn mong muốn chữa cái đề ngày hôm nay đây đúng không nào? Chúng ta mau vào nào. Còn bạn nào nếu như chưa kịp xem live stream thì chúng ta có thể qua trang Facebook của trung tâm tiếng Trung Shop để mình xem lại nhé. Cát bụi ni hò, xin chào Cát bụi.好的，大家准备好了吗？chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nào. Vì đề hôm nay cũng khá là dài. Ừ, chưa lo nóng buồn nóng cả quán. Không biết là có sửa xong hay không. Hơi mỏ. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ có tổng cộng là 50 câu nhé. Sẽ có tổng cộng là 50 câu. Và cái trình độ...thì nó sẽ dao động ở giữa HSK4 và HSK5. Nó khó hơn HSK4 và nó cũng không khó quá như là HSK5 nhé các bạn. Dừng rồi. Đại gia thân ở trên chùa mà. Cả nhà chúng ta nhìn có rõ slide không nhỉ? Chúng ta nhìn có rõ slide không? Ở Phúc An thì xin hiểu là đá an. Phúc An đã có đáp án cho câu đầu tiên của chúng mình đây.下午我要去超市买一cái gì đó đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chọn từ phù hợp để điền vào vị trống này, điền vào chỗ trống này nhá. Rồi. Phúc An chọn đáp án ra. Đáp án gì nhỉ? Phúc An chọn đáp án y phủ, chính là đáp án C đúng không nào? Đó, chí tha thống chế, các bạn khác chúng ta cũng sẽ để lại đáp án của mình ở bên dưới nhá. Nếu như chúng ta biết làm thì chúng ta để lại đáp án của mình bên dưới nhá. Đó. Câu này thì khá là đơn giản đúng không? Ừ. Thông thường thì đề Trung học phổ thông quốc gia nó sẽ bắt đầu từ dễ đến khó. Những câu đầu tiên sẽ là những câu tương đối dễ. Gọi là những câu chống liệt. Mình hồi xưa mình thi là mình có chống liệt đúng không? Những cái câu chống liệt là những câu vô cùng dễ thôi.Rồi, câu đầu tiên chúng ta sẽ chọn đáp án C, đó là phủ. Đó, y phủ, y phủ, quần áo, được chưa? Ở đây chúng ta có một từ trông nó cũng na ná, từ phủ đó là từ bò. Đáp án D, từ này chúng ta đọc là bò nhá. Bò ở trong từ bò miếng, báo danh, đăng ký, hoặc là bò chữ, báo chí, được chưa? Đấy, trông nó na ná thôi, nhưng mà chúng ta để ý kỹ đúng không?phủ, cái giá y phủ quần áo. Đó. Câu tiếp theo, câu số 2 nhá, câu số 2. Chúng ta cùng nhau làm nhá, chúng ta cùng nhau làm câu số 2. Ta xiang qu shang dian mai sheng zhi. Điểm điểm điểm. Điểm. U. Đó, câu 2 cả lớp chúng ta chọn đáp án nào đây?他想去商店，商店，商店là cửa hàng, đúng không? À, Kim Ngân A này, Phúc An A, Mẫn Tăng A, thầy sáng họ. Câu 2 đáp án đúng. A. Lì u, món quà. Đó, lì u, lì u, món quà. Đáp án B của chúng ta đọc là gì đây? Có bạn nào biết đâu? Đáp án B của chúng mình đọc là gì không? Rồi, từ này chúng ta đọc là quà.Qua trong từ qua phương hồi nổi gió lên đúng không nào? Qua phương. Đó, đáp án C nào? Đáp án C. Đáp án C. Đúng rồi.
chính xác, Phúc An, mèo tôm. Ở đằng xe chúng mình gặp là gì? Đằng xe chúng mình gặp là bình thường ghép trong một cái từ ghép của nó thì chúng mình biết đọc thế, nhưng mà nếu như tách ra thì để thử xem là chúng ta có nhớ ra không nhá. Đúng rồi, đằng xe chúng ta đọc là shì. Shì, shì có nghĩa là thị, thị trong thị giác, có nghĩa là nhìn. À, mình gặp vào từ này ở trong cái từ ghép đó là tiên shì. Tiên shì, tivi. Đó. Và đằng đen à? À trông nó lại giống giống như là cái từ qua này đúng không? Nó chỉ thay cái bộ đao bằng cái nét sổ cong mắt thôi đúng không? Cái từ này chúng ta đọc là à đúng rồi, 1989. Rồi, nhưng mà phiên âm của nó là thế này nhá. U A N Juan. Không học được cũng đọc được này. Họ chúc mừng Lia Hải giỏi như thế á. Rồi, rồi đọc là Loan, đúng rồi, đọc là Loan, nhưng mà phiên âm như thế này nhá. Loan, Loan có nghĩa là bừa bộn, lộn xộn. Chưa? Họ. Câu số 3 nào. Rồi, những câu này chúng ta làm nhanh thôi. Câu 3 cả lớp chọn đáp án nào. Câu 3 chúng ta sẽ cần phải điền phiên âm đúng của cái chữ Hán này. Phiên âm đúng của chữ Hán này là gì đây? Thái Minh A. Mèo tôm A. Tuệ. Từ này chúng ta đọc là khai sử. Được đó. Khai sử. Khai sử. Đó. Khai sử. Đúng rồi. Ha Ru A. Khai sử. Tuệ. Xáo dịa. Đó. Thứ 4 thì câu số 4. Câu số 4. Câu số 4 cũng là một câu hỏi về phiên âm đúng không? Rồi, khai sử có nghĩa là bắt đầu, chính xác. Khai sử, bắt đầu. Rồi, đây chúng ta có thời kỳ yến sử là thời kỳ tiền sử đấy, được chưa? À, thời kỳ nguyên thủy, yến sử mà, nguyên thủy nhá. Đấy, cho nên là đừng bạn nào nói là thời kỳ nguyên thủy để chúng ta lấy nguyên cái từ thủy là từ sưởi vào là không đúng, được chưa? Thủy ở đây có nghĩa là bắt đầu thì chúng ta phải dùng cho câu từ sử nhá. Nguyên sử, nguyên thủy. Đúng rồi, đây là đề thi mô phỏng. Năm nào cũng thế, nhà nước chúng mình sẽ ra một cái đề, một cái bộ đề, một cái đề mô phỏng, được chưa? Đó, để học sinh là nắm được cái form đề cũng như là cái độ khó của đề. Và thi thật thì tất nhiên là nó cũng có thể dễ hơn và khó hơn cái đề này. Được chưa? Tùy từng năm thôi. Rồi, câu này chính xác, từ này chúng ta đọc là mù quang. Mù quang, được không? Mù quang. Đó, đáp án C. Mù quang. Mù quang có nghĩa là gì? Ánh nhìn nhá. Chúng ta có mù là mắt, quang ở đây có nghĩa là ánh sáng. Mù quang đó là mắt nhìn nhá. Mù quang. Ánh nhìn, được chưa? Ánh nhìn. Rồi, tiếp tục. Câu số 5, thi hữu thị. Rồi, câu phiên âm cuối cùng. Câu phiên âm cuối cùng Hải Minh đáp án B. Tân Chi đáp án B. Phúc An B. Họ xéo chỉ B. Rồi, từ này chúng ta đọc tỷ phòng. Tỷ phòng, tỷ phòng. Được chưa? Rồi, tỷ phòng. Rồi, có nhiều khi chúng ta nghe người ta đọc là tỷ phòng. Thế nhưng mà cái từ này này, nó là thanh nhẹ thôi nhá. Nó thanh nhẹ thôi, nó không có thanh ở trên đầu đâu. Tỷ phòng. Rồi, tỷ phòng, thì mình đối chiếu. Tỷ phòng chính là đáp án B, được chưa? Tỷ thành 4 và phòng ở đây thành nhẹ thôi nhá. Tỷ phòng, tỷ phòng, địa phương, nơi. Nǐ zài shěme dì fǎng? Bạn ở nơi nào? Nǐ zài shěme dì fǎng? Họ. Tiếp theo câu số 6. Đúng rồi, địa phương hay là nơi, được chưa? Hay là nǐ zài nǎ ge dì fǎng? Bạn ở nơi nào? Nǎ ge dì fǎng? Nơi nào, được chưa? Sở mất địa phương cũng là nơi nào và nào các địa phương cũng là nơi nào nha các bạn. Đó. Câu 6. Câu 6. Của băng, thì băng tố băng. Cô đọc giúp chúng ta nhé. Trang Lì Miếng, quảng chiếu tả đỏ phê tráng hổ. Rồi, cái này chúng ta cần xác định. Trang Lì Miếng là tên riêng thôi, được chưa? Trang Lì Miếng tên riêng. Quảng chiếu. Quảng chiếu chính là môn gì các bạn? Quảng chiếu. Quảng đây là quảng này, quảng có nghĩa là lưới đúng không ạ? Quảng chiếu có nghĩa là gì? Có bạn nào biết đây là môn thể thao nào không? Quảng chiếu. Có bạn chọn đáp án C, Duy chọn đáp án C này. Rồi, các bạn khác cũng vẫn để lại đáp án của mình ở bên dưới nhá. Quần vợt, đúng rồi, quần vợt. Hay là một cái tên gọi mà chúng ta hay dùng hơn đó là tennis đúng không? Chúng hay gọi là tennis đúng không? Rồi, quảng chiếu, quần vợt hay là tennis, được chưa? Đó,
Rồi, đáp án đúng của câu này đó chính là đáp án D nhá. Tả tớ phê chẳng hở. Ở đây chúng ta thấy kết cấu này, quảng chiếu, tân ngữ, tả là chơi. Tả thì có nghĩa là đánh, thế nhưng khi mà nó kết hợp với các cái môn thể thao thì chúng ta sẽ dịch là chơi, và chú ý đó là các cái môn thể thao mà chúng ta dùng tay để chơi á, thì chúng ta sẽ kết hợp với động từ tả, được chưa? Và tả khi này lúc này nó sẽ được dịch là chơi chứ không phải là đánh nữa. Rồi, tân ngữ, động từ. Và đằng sau chúng ta có cái cụm tính từ đúng không? Cụm hình dung từ đúng không? Phê chẳng hở thì chỗ này bắt buộc chúng ta phải cộng cho cô cái trợ từ kết cấu tơ này nhá. Trợ từ kết cấu tơ này nó cũng đọc là tơ thôi, nhưng mà viết thì nó khác cái từ tơ của này của chúng mình, được chưa? Tơ này nhá, được chưa? Thế còn cái tơ này chúng ta dùng khi nào? À, khi phía trước nó chúng ta có tính từ này, hoặc là động từ này, hoặc là một câu này, và đằng sau của chúng ta là danh từ cộng nhá. Đằng sau nó phải là danh từ thì mới dùng cái tơ này được, được chưa? Thế còn đằng sau nó là tính từ, đằng trước nó là động từ như thế này thì chúng ta nhớ là phải dùng cái tơ này nhá. Nhớ phải dùng cái tơ này. Đấy, đúng rồi Cường Hà, phải dáng hở. Rất là tốt đấy. Được chưa? Đấy. Động từ, tơ cộng với tính từ nó là cái cấu trúc cơ bản. Thế còn khi mà chúng ta thêm tân ngữ vào thì tân ngữ nó sẽ đặt được đằng trước động từ như thế này. Chưa? Rồi, câu số 7, câu số 7. Câu số 7. Chị tăng giá là sở mi sự. Tha mến, xuế xào, yổ, y, chiên, điển, 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 xuế xào. Học. Tha mến, xuế xào, yổ, y, chiên, điển, 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 xuế xào. Rồi, câu này chúng ta chọn đáp án nào? Bình Nguyễn, D. Rồi. Có mấy chí tha đá án, có đáp án nào khác không? Câu số 7 nào. Đâu chuyển đi, tuổi. Học. Có mấy đá án chứ sẽ đi. Rồi. Ở đây chúng ta cần một lượng từ, và lượng từ của danh từ xuế sông thì chỉ có một đáp án phù hợp, đó là đáp án D thôi. Cửa. Rồi. Nếu như ở đây người ta không có từ cửa mà có từ này thì chúng ta có chọn từ này không? Rồi, từ này cũng được nhá. Đây cũng là lượng từ của danh từ chỉ người. Way có nghĩa là vị. Một vị giáo viên, một vị bác sĩ, một vị giám đốc. Thì chúng ta sẽ sử dụng lượng từ way này thay cho lượng từ cửa và thể hiện cái sự tôn trọng, được chưa? Đó. Ừ, rồi, rất tốt. Trường của họ, tha mến xuế sở, yếu y chiên cửa xuế sơn. 1000, 1000, đúng rồi, trường họ có 1000 học sinh. Ừ, đúng rồi, chúng ta cũng có thể dùng từ way nếu như câu này người ta cho way, được chưa? Cũng có thể dùng nhá. Đó, câu 8, câu số 8. Câu số 8 các bạn chọn đáp án nào đây? Rồi, thì cô lại làm nhiệm vụ khó nhất cho chúng ta, đó là giúp chúng ta đọc cái câu này lên thôi. 我们公司对面有一点点点银行, Sa Lê Nguyên, Mấn Tăng, Tài Nguyễn, đều chọn đáp án A. Chia, phải sáng hở. Rồi, ở đây chúng ta cũng sẽ cần một lượng từ, là lượng từ của danh từ银行, đó chính là chia, được chưa? Chia nhé. Chia đây thì nó không phải là nhà nữa rồi, nó không phải là ngôi nhà mà chúng ta ở nữa rồi, mà nó là lượng từ của danh từ ngân hàng nhé, một cái ngân hàng. Đó. Của bên công sư tuyên miệng, phía đối diện công ty chúng tôi. À, công sư tuyên miệng, phía đối diện công ty. Yếu y chá, ngân hàng, có một cái ngân hàng. Đó. Câu 9. Tiếp tục câu 9. Đúng rồi Phúc An, đối diện công ty tôi là một ngân hàng. Tuyệt. Câu 9. 我不知道点点点是谁的汉语词典. Chỗ này có một từ词. 我不知道是谁的汉语词典. Câu này chúng ta đọc kỹ nhá. Ruby Dương B này, Hải Minh chọn B. Rồi, có xem có đáp án nào khác không? Toàn đây nè, mèo tôm. Ừ, tôi chuẩn đi đấy bác. Đó. 我们的答案就是 B. 就是 B.
Được chưa? Rồi, 我不知道, tôi không biết, được chưa? Cái gì đó là từ điển, là từ điển của ai? Đúng không nào? Rồi, ở đây chúng ta cần một cái từ có thể làm chủ ngữ, đúng không? Cái gì đó là từ điển của ai? Thì cái từ phù hợp duy nhất đó là từ 这 thôi, đúng không? 这是谁的汉语词典? Đây là từ điển của ai? Được chưa? Đó, 这是谁的汉语词典? Đây là từ điển của ai? em chọn cô thì là không có điểm câu này rồi. Đúng rồi, em không biết cuốn từ điển này là của ai. Được chưa? Em không biết đây là từ điển tiếng Trung của ai. Được chưa? Đó. À, khóa số tư ạ. Câu 10 nào. Đây vẫn là những câu khá là đơn giản thôi nhá. Đây vẫn là những câu chống liệt thôi. Chúng ta làm nhanh để đến những câu khó ở đằng sau này. 小梅去朋友家包饺子. Điểm điểm điểm. Câu 10 nào. Đang học hát SK. A. À. Đinh Hạnh. A. Quấn Tu. A. Hả? Lơ. Rồi. Cô mấy đáp án chứ sự A. Chính là A. Chào mấy là tên riêng Tiểu Mai này. Chú phóng hiểu cha tới nhà bạn bao chảo sự gói bánh chảo. À, chúng ta đã có một câu hoàn chỉnh rồi đúng không? Cuối câu, đây chúng ta thêm trợ từ lơ vào, được chưa? Mà nghĩa là rồi, đã đi rồi. Họ. Tiếp tục. Chứ, từ chứ, chưa có từ chứ. Chưa có từ chứ mà Bình ơi. Đúng rồi, Tiểu Mai qua nhà bạn gói sủi cảo rồi. Chính xác. Vì sao mà sự quân hào à, Hải Minh ơi? Tại sao lại là dấu hỏi ở đây nhỉ? Hải Minh có thắc mắc gì không? À, ok, bị nhầm đúng không? Rồi, câu 11 nhá. Thì tua ta. À, 我25岁. 25岁. Khác chỉ là hẳn nhắn chim, đúng không? Khai bán xeo tỏ. Đó, câu 11 CC. Rất là chắc chắn. Hùng C, Kiều Trinh C. Hả? Đáp án của chúng ta chính là đáp án C. Được chưa? Rồi, chúng ta nhìn vào câu trả lời này. Ủa trảo, liếu chính lý. Tôi tìm. Ở đây chúng ta có động từ trảo là tìm này. Liếu chính lý, giám đốc Lưu. Đúng không? Thì câu bên trên sẽ là câu hỏi là xin hỏi anh tìm ai thôi. Rồi, chào vân, mình trảo sẽ. Phải chẳng tờ chiến đăng. Rồi, câu tiếp theo. Xin hỏi bạn tìm ai? Tuệ. Lú luôn à. Đó. Câu số 12. Ừ, đúng rồi. Nín trỏ sẽ. Anh tìm ai? Chị tìm ai? Câu số 12. Thùy Linh, mình hỏi. Xin chào Thùy Linh. Đó, chuyện nán là răn u chiều cho cái lão sư bảo. Rồi, vẫn là nhiệm vụ khó nhất thì cô sẽ làm. Cô sẽ đọc cho chúng ta. Hoàng Phong Wei điểm điểm điểm. 早上准备出门的时间. 每天晚上都提前把上班的包整理好. 需要再读一遍吗? Cả lớp chúng ta cần cô đọc lại một lần nữa không? Đã có đáp án rồi. Đã có đáp án luôn rồi. Rồi, các bạn... Bạn Thanh Nhìn cho đáp án A. Bạn Lúa Bồ cho đáp án A này. Đoàn Trường Lống A. Phúc An A. Thì mình thay lý hai lọc. Giỏi quá. Có ai cho đáp án khác không? Trời ơi, nhìn mặt chị xanh vậy có bầu. À, xanh đâu mà xanh. Cái bảng nó hơi xanh tí thôi. Chứ mặt cô vẫn trắng mà. Rồi, đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. Được chưa? Đáp án A nhá. Rồi, A nghĩa là gì? Từ này chúng mình đọc là chế sỏng. Chế sỏng có nghĩa là tiết kiệm nha mọi người. Chế sỏng. Rồi, động từ chế sỏng nó sẽ kết hợp, thông thường sẽ kết hợp với các từ như là thời gian này, tiền bạc này, được chưa? Chế sỏng thời gian, chế sỏng tiền, hay là tiết kiệm công sức, được chưa? Sức lực. Đó, chế sỏng có nghĩa là tiết kiệm nhá, tiết kiệm. Rồi, giảm đi. Từ này mình đọc là giảm đi. Rồi, giảm đi có nghĩa là giảm thấp,
được chưa? Giảm thấp. Tiếp theo đó là xe, chúng ta đọc là sống lệ. Sống lệ có nghĩa là gì mọi người ơi? Sống lệ. Sống lệ, nào các bạn nào biết từ sống lệ có nghĩa là gì không? Sống lệ có nghĩa là gì? Đúng rồi, sống lệ có nghĩa là lược bỏ. Lược bỏ tức là bỏ nó ra ngoài, thấy chưa? Vứt nó ra ngoài, sống lệ. Và cuối cùng, chiến sự. Chế trị có nghĩa là tiết chế, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đọc câu số 12 này. Hoàng Phương, tên riêng, Vương Phương. Từ này chúng ta đọc là way nhá, chứ không đọc là way. Tại vì từ này có hai âm đọc cho nên là chúng mình hay bị nhầm. Đó, way. Vì hay là để. Chào sang chuẩn bị xu mấn thời gian. Rồi, để làm gì? À, tôi để tiết kiệm cái thời gian chuẩn bị ra ngoài, được chưa? Thời gian khi mà chuẩn bị ra ngoài. Đó, để tiết kiệm thời gian, đúng không? Ở đây chúng ta thấy đây, thời gian, được chưa? Thế thì nó sẽ đi với từ chế sổng thôi nhá. Rồi, để tiết kiệm cái thời gian trước khi ra ngoài thì cô ấy đã chuẩn bị hết những cái túi, chuẩn bị đồ trước từ tối hôm trước, được chưa? Chúng ta có như vậy không? Ví dụ thông thường khi mà hôm sau mà có việc rất là quan trọng mà cô sợ đến muộn thì thông thường buổi hôm trước cô sẽ gọi là bà y phục chỉnh lý hảo, bà mình thiên yào chuan đờ y phủ chỉnh lý hảo. Thông thường thì cô sẽ sắp xếp cái quần áo mà ngày mai mình sẽ mặc sắp xếp trước. Dạ. Đó, vậy là chia sẻ thời gian để tiết kiệm thời gian. Dạ. Rồi, tiếp tục câu 13. Bay Phạm lý hảo, xin chào Bay Phạm. Câu 13, nè. Ừ, đúng rồi, Chí Thái. Chí Thái chọn đáp án D cho câu 13. Rồi, các bạn khác nào. Ừ, D, được tốt, D, được chưa? Em tối nào cũng mặc quần áo mọi người luôn, sáng mai đọc đúng thời gian thay. Thế cô lại có một câu chuyện, cô có một người bạn của đại học. Tức là bạn ấy sợ đi học muộn. Và cái hôm nay là bạn ấy thức đến 12 giờ rồi, bạn ấy có việc bạn thức 12 giờ rồi, bạn ấy sợ đi học muộn nên bạn ấy thức luôn đến sáng. Không ngủ luôn, thức luôn đến sáng để ngày mai không phải đi học muộn. Rồi. Rồi, các bạn D. Rồi, Trung Chiêu Giế. Trung Chiêu Giế, Tết Trung Thu. Chúng ta đều thích ăn yue bing. Từ này chúng ta đọc là yue bing. Yue bing. Các bạn nào biết từ yue bing có nghĩa là gì không? Tết Trung Thu, chúng ta thường ăn gì? Trung Chiêu Giế, chúng ta thường ăn gì? Tết Trung Thu chúng ta thường ăn cái món gì? Ăn món gì nhỉ? Ừ, chính là món yue bing. Đúng rồi, chính là món bánh Trung Thu. Yue là mặt trăng mặt, được chưa? Bing là cái bánh, tức là cái bánh nó tròn như mặt trăng á. Thì chúng ta gọi là yue bing, bánh Trung Thu nhá. Rồi, chính xác, yue bing chính là bánh Trung Thu. Thế thì bánh mà thì tất nhiên là phải ăn thôi, đúng không? Sư yue bing. Rồi, tiếp theo. Câu 14. Câu 14. Women xue xiao de liu xue sheng hen. Tôi. Đúng rồi, không được ăn hành. Đáp án A. Thế sao họ? Rất tốt. Rồi, Tài Nguyễn. Ừ, Hải Minh. Đáp án A. Đúng rồi. Cô học tiếng Trung từ năm 2016. Cô học ở đại học 4 năm. Cô học đại học 4 năm. Phúc An A, đúng rồi. Câu 14. Ở đây nó vẫn chưa có loát lên. Rồi. Đúng rồi, Bảo Ngọc. A, chính xác. Du học sinh của trường chúng tôi. Của mình xế xeo đó. Liếu xế xông. Liếu xế xông, du học sinh. Ừ. Rất, rất ít, đúng không? Rồi, từ này chúng ta đọc là sọ. Có nghĩa là ít. Đấy, chúng ta có thắc mắc từ gì không? Chua là sai này, quê là đắt, khoan là rộng, chứ? Thế chỉ có tính từ sọ là hợp lý thôi. Tôi mới học được 3 tuần. Học được 3 tuần thì chúng ta lên YouTube chúng ta học hát tiếng Trung nhá. Đấy, học được 3 tuần là bây giờ chúng ta học hát tiếng Trung ok rồi đúng không? Là hát thoải mái, có bài nào có phiên âm là hát được luôn, đúng không nào? Đó, học được 3 tuần xong hồi xưa cô thì học xong phần phát âm là
ngày nào cũng hát, suốt ngày hát. Và thông qua cái việc hát đấy thì chúng ta cũng học được khá là nhiều từ mới đấy. Rồi, đấy, thế còn là để làm được đề này thì những câu sơ cấp bên trên á thì tầm 2 câu 1 2 thôi, nhưng mà gọi là để mà làm được hết tất cả các cái câu trong đề thì chắc là cũng phải tầm trên HS cấp 4 đấy. Là cũng mình cũng phải mất khoảng 1 năm, gần 1 năm. Đó, câu số 15. Hùng D này, Thư Nguyễn D, Bình Nguyễn D. Rồi, phê giám họ. Đó, chính xác. Giá trị. Giá trị. Giá trị có nghĩa là gì các bạn? Ừ, đúng rồi, Việt Kem, tạp chí, tài nguyên, tạp chí, rất tốt. Ở đây chúng ta có lượng từ vựng này. Thế thì danh từ có thể kết hợp với lượng từ vựng. Lướt qua thì chúng ta chỉ thấy có mỗi từ giá trị, tạp chí thôi, được chưa? Đó. Rồi, mình dịch câu này, có lớp dịch câu này nào. Tha xin mải đờ nà bẩn giá trị, hẳn yếu y sử. Tha xin mải đờ nà bẩn giá trị, hẳn yếu y sử. Rồi, cả lớp chúng ta dịch câu này nhé. Tha xin mải đờ nà bẩn giá trị, hẳn yếu y sử. Các bạn nào dịch được câu này chưa? Chủ ngữ của chúng mình đâu? Chủ ngữ của chúng mình là đến đây, đúng không? Từ đầu đến đây. Rồi, Phúc An, cuốn tạp chí anh ấy mới mua rất thú vị. Thế cháu họ, xin anh ấy mới mua cuốn tạp chí này rất hay. Xin thì đảo ngược lại cho cô một chút nhá. Ở đây chúng ta có chủ ngữ chính là nà bẩn giá trị. Thì chúng ta khi mà dịch sang tiếng Việt mình cần đảo lên trước, được chưa? Rồi, cái cuốn tạp chí mà anh ấy mới mua nhá, cuốn tạp chí mà anh ấy mới mua thì hơi có ý sự đó, thì rất là hay. Đúng rồi, Minh Anh, thì là họ. Đó, câu 16. Giáo sư Joe, bác nhìn mình đố ha. Mỗi khi gặp phải vấn đề mới thì nhất định phải trước tiên điểm điểm điểm, tuyệt đối không được tùy tiện giải quyết. Rồi, chúng ta lựa chọn đáp án cho câu 16 nào. Câu 16 chúng ta chọn đáp án nào? Chí thái, đáp án D. Rồi, các bạn khác nào? Sơn Lê, đáp án B. Lần nào cũng thế, lần nào cô chữa để thi mô phỏng thế, câu này các bạn cũng xài rất là nhiều. Chứ gì thế kia, chứ là được hả? Trông loại hết cả mắt này đúng không? Phúc An B, đoàn trồng lúng B, trường A. Đấy, thấy chúng ta phân vân rất là nhiều đúng không? Con người hướng lung tung, D. Du học sinh Hà Nội, B. Đó, thì câu này người ta kiểm tra chúng ta phần kiến thức lặp lại động từ trong tiếng Trung, được chưa? Người ta kiểm tra phần lặp lại động từ. Thế đối với động từ đơn đương tiết thì đơn giản rồi. Đơn đương tiết thì khi mà lặp lại thì nó lặp lại cái đấy thôi, là a thôi, đúng không? Thế còn đối với động từ hai âm tiết thì chúng ta sẽ có hai trường hợp. Hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên, khi mà cái động từ hai âm tiết này nó là động từ ly hợp. Ví dụ, động từ ly hợp, xuyên chỏ, yếu dũng, được chưa? Thì đấy là các động từ ly hợp nhá. Thì khi lặp lại của số nó sẽ là a a b, được chưa? Khi lặp lại thì chúng ta sẽ lặp lại cái động từ đầu tiên thôi, a a b. Ví dụ suy chèo lặp lại sẽ là suy suy chèo, được chưa? Suy suy chèo nhá. Thế còn ở dạng mà động từ hai âm tiết là cái động từ thường, nó không phải là động từ ly hợp, thì chúng ta sẽ lặp lại là a b, được chưa? Đó là a b thôi. Rồi, ở đây mình có động từ yến chiêu cần lặp lại, đúng không? Yến chiêu là nghiên cứu. Thế thì khi lặp lại, chúng ta sẽ lặp lại là yến chiêu, được chưa? Yến chiêu. Vậy thì đáp án nào đúng đây? Không biết được chọn C à? Rồi, đó chính là đáp án B. Yến chiêu, đó, nghiên cứu. Rồi, mẩy tăng là mỗi khi này. Mỗi khi gặp phải các vấn đề mới nhất định phải như thế nào, họ ho nghiên cứu, phải nghiên cứu kỹ lưỡng, họ ho kỹ lưỡng, chiên hoàn tuyệt đối cô nấng không thể xuế biển giải quyết một cách tùy tiện,
星期五我们有日语课。Rồi, các bạn chọn đáp án câu 17 là đáp án nào đây? Ừ, đấy, Sơn chọn đúng rồi nè. Sơn chọn đúng nhá. D này, Hùng D. Chưa chắc không biết là có phải D hay không. D à. Rồi, đáp án câu 17 là đáp án D. Để ra, sang ủ, buổi sáng. Học, xin chi ủ thứ năm. Đây chúng ta cần một cái từ chỉ thời gian. Và trong tiếng Trung chúng ta biết rằng là gì? Thời gian nó sẽ sắp xếp từ lớn đến bé. Thế thì cái mà nhỏ hơn thứ năm là gì? Có phải là chim thiên không? Chim thiên không, chim thiên nó ngang hàng được chưa? Rồi, đây chúng ta có sang ủ một buổi trong ngày, đúng không? Xin chi ủ sang ủ thứ sáu buổi sáng thứ sáu được chưa? Sang ủ có nghĩa là gì? Buổi sáng. Sang ủ là buổi sáng đúng không? Xin chi ủ sang ủ sáng thứ sáu. Chúng tôi có biết tiếng Nhật. Đúng rồi. Đây. Tiếp. Thứ sáu nhá, Huyền nhá, thứ sáu. Lỗi tí đúng không? Như chúng ta biết là cái thứ trong tiếng Trung là nó khác, nó lệch so với thứ trong tiếng Việt mà. Bây giờ mình có cộng thêm một khi mà dịch là tiếng Việt. Sang thứ sáu chúng tôi có tiếp tiếng Nhật, đúng rồi. Hơi lỗi. Đó, câu số 18. Đây là một câu về liên từ. Rồi, câu này cũng là một câu ở trình độ tầm HSK3 đấy chứ. Câu HSK3, HSK3 là chúng mình học cái mẫu này rồi. Hải Minh à? Hải Minh chọn đáp án A. Dương chọn đáp án A. Rồi, chúng ta suy nghĩ nhá. Cô đọc lại chúng ta này. Công sư đờ mấy cơ chống yến tâu nâng. Từ này chúng mình đọc là gì đây? Trung sư. Rồi, tại sao cô lại phải dừng ở chỗ này? Tại vì là cái từ này nó có hai âm đọc. Đó, cho nên là cô phải dừng ở chỗ này. Cái từ này nó có hai âm đọc, trung và chống. Được chưa? Đó, trong trường hợp này nó là trung sư. Trung sư. Đó, trung sư. Trung sư có nghĩa là gì? Xem trọng, coi trọng. Mình vừa đọc bên trên từ sư có nghĩa là nhìn, đúng không? Nhìn, trung có nghĩa là trọng. Đó, trung sư, xem trọng, coi trọng. Được chưa? Chưa y vấn thí. Chờ y vấn thí, nó chính là chờ cờ vấn thí thôi nhá. Chờ y cờ vấn thí thôi. Nà chán thịnh đờ chữ lượng chấm 3 chấm yếu bảo chứng lạ. Rồi, câu này có bạn chọn A, có bạn chọn B. Thế nhưng đáp án đúng của chúng ta đó chính là đáp án D, được chưa? Rồi chúng ta xem này. Mỗi thành viên trong công ty đều xem trọng, coi trọng cái vấn đề này. Thì, na là thì nhá. Chán nhìn là chất lượng, chất lượng của sản phẩm chấm 3 chấm đã sẽ được đảm bảo. Coi trọng, đảm bảo. Chúng ta thấy hai cái mệnh đề nó như thế nào? Đúng rồi. Đó là mệnh đề nếu thì, đúng không? Nếu coi trọng, mọi thành viên trong công ty đều coi trọng cái vấn đề này thì cái sản phẩm, cái chất lượng sản phẩm của chúng ta nó sẽ được bảo đảm về mặt chất lượng, được chưa? Đó. Thế còn chí sử dễ có nghĩa là gì? Dù cũng. Chúng ta thấy là có phải là dù cũng không? Có phải là dù mọi thành viên trong công ty đều xem trọng vấn đề này thì cái chất lượng sản phẩm cũng được bảo đảm không? Không, nó phải là nếu thì, được chưa? Đó. kiểu. Rồi. Có bạn chọn đáp án D này. Đáp án D là gì? Chỉ yếu trái. Có phải không nhỉ? Chỉ có mới cũng không, được chưa? Nó không phải là điều kiện nhá. Nó không phải là điều kiện là bắt buộc phải như thế này thì mới có cái kia, được chưa? Câu 19 nào. Rồi, chúng ta có hai câu về liên từ. Chúng ta có hai câu về liên từ. Em sẽ
em đọc, em phải đọc là dấu bảo trọng đó. Dấu kết hợp với bảo trọng thì em mới thấy là nó không ngang. Dấu bảo trọng có nghĩa là được đảm bảo, được chưa? 19C, có bạn chọn B, cũng có bạn chọn A. A, B, C. Rất là nhiều đáp án. Rồi, chúng ta sẽ cùng chữa câu 19 nào, đọc với cô nhé. Chí tự hình chơ, đạp xe đạp này, nâng bảo hộ hoàn cảnh, có thể bảo vệ môi trường, nâng tuần luyện thân thể, có thể rèn luyện sức khỏe. Rồi, thế thì chúng ta thấy hai cái mệnh đề này nó như thế nào? Nó là hai cái trạng thái diễn ra song song đúng không? Hai cái trạng thái, hai cái khả năng diễn ra song song. Thì ở đây tại sao các bạn lại nhầm với cái này? Tại vì biên biên khi mà dịch trong tiếng Việt á, chúng ta đều dịch là vừa vừa. Và ghép ở đây có vẻ hợp lý đúng không? Nhưng chúng ta nhớ cho cô nhá, biên biên nó chỉ hai cái động từ, hai cái hành động nó diễn ra song song đồng thời, hai hành động diễn ra song song nhá. Ví dụ tha biên chư phản biên khăn sổ chi, biên chư phản biên khăn sổ chi có nghĩa là gì? Vừa ăn cơm và vừa nghịch điện thoại, hai cái hành động nó diễn ra song song, được chưa? Rồi, thế còn khi mà chỉ hai cái khả năng, hai cái khả năng thì chúng ta sẽ sử dụng cái kết cấu chi yêu yêu một, được chưa? Chi nóng bảo hộ hoàn cảnh, yêu nóng toàn luyện thân thể. Đó, khi dịch sang tiếng Việt thì nó giống nhau, thế nhưng mà cách dùng của nó thì khác nhau nhá, khác nhau. Rồi, có bạn nào chọn đáp án khác? Có bạn chọn đáp án A nữa. Đáp án A thì lại càng sai. Ôi, cô chỉ cho phép chúng ta nhầm B và C thôi, chứ còn chúng ta nhầm sang A là không được nhá. Chỉ yêu, chiều có nghĩa là gì? Chỉ cần, sẽ, có phải không nhỉ? Có phải không? Nó có phụ thuộc vào nhau không? Không, có phải là chỉ cần đi xe đạp thì chỉ cần có thể bảo vệ môi trường, sẽ có thể rèn luyện sức khỏe, có phải không? Không, được chưa? Không. Rồi, đấy, không có bạn nào chọn D. Rồi, D sai, D rõ ràng sai. Ui, đó, chúng ta hay bị sai mấy câu liên từ này lắm, được chưa? Hay bị sai lắm. Đấy, biên thì biên nó chỉ hai cái hành động nhá, hai cái hành động, còn hai cái này là nó hai cái khả năng, được chưa? Hai khả năng của một cái vấn đề, được chưa? Hai khả năng xảy ra của một cái vấn đề nhá. Thế còn biên biên nó chỉ hai cái hành động xảy ra đồng thời, hành động xảy ra đồng thời, được chưa? Ví dụ tha biên công trộ biên xuế xí, anh ấy vừa làm việc và vừa học tập, được chưa? Biên công trộ biên xuế xí. Ví dụ có bạn nào bây giờ đang tăng ca mà xem livestream của cô không? Như thế thì chúng ta biên công trộ biên xuế xí, chứ cũng không thể nói là chỉ công trộ yêu xuế xí được, được chưa? Đó. Có thể đâu quê xe để sửa, đúng không? Đó. Cũng không ai biết ai là ai, đúng không? Chả sợ, sai chả sợ. Câu 20. Thanh xuân là sinh mệnh của một đoạn thời gian. Chấm chấm. Hay là tâm linh của một trạng thái. Rồi, vân à, đúng rồi, vân. Chỉ tự hành xe, chỉ bảo hộ hoàn cảnh, lại tu luyện thân thể. Đúng. Dương chọn đáp án C này. Hùng chọn đáp án C này. Câu này là câu 20 rồi. Nhớ hỏi Giang Hương, xin chào Giang Hương. Rồi, có bạn nào chọn đáp án khác không? Câu chuyển C. Phải chẳng hỏi. Đáp án đúng của câu này đó là đáp án C. Có đáp án nhầm câu này không? Câu này cô nghĩ là câu sợ là có nhiều bạn nhầm đấy. Rồi, chúng ta cùng đọc nào. Thanh xuân là sinh mệnh của một đoạn thời gian. Thanh xuân là một cái đoạn, một cái khoảng thời gian trong một cuộc đời, chưa? Hái sự là chúng ta phải để ý, sự là hái sự, được chưa? Rồi, hái sự có nghĩa là gì? Còn là, đúng không? Nó là cái quan hệ gì? Tăng tiến. Nó là cái này và nó còn là cái kia, đúng không nào? Xin lính đầy rỗng trọng thải là một trạng thái của tâm hồn. Rồi thì chúng ta cũng không cần quá quan tâm đến cái ý nghĩa đâu, mà chúng ta để ý này, đây có sự này, là ở đây có hái sự này, được chưa? Thanh xuân nó vừa là cái này, nó còn là hái
I should có nghĩa là còn là mà đúng không nào? Còn là cái kia thì nó là cái quan hệ tăng tiến đúng không? Thế thì ở đây chúng ta chỉ có từ share, đằng share thôi được chưa? Nó là từ nối thể hiện cái quan hệ tăng tiến nhá. Ví dụ, ta shi yen yuan, ta hai shi tao yen. Có phải tăng tiến không? Anh ấy là diễn viên và anh ấy còn là đạo diễn nữa, được chưa? Ta shi yen yuan, er qie ta hai shi tao yen. Hơn nữa anh ấy còn là đạo diễn, đúng không nào? Đó, còn đáp án A thì có nghĩa là cú của, có nghĩa là nhưng, nó là quan hệ chuyển ngoặt, được chưa? Tức là nó đang tốt, nhưng mà tự nhiên, nhưng nó lại đi xuống. Đó, thì lúc đấy chúng ta mới dùng cú của nhá. Thế còn là hai cái sự và hái sự này nó là gì? À, quan hệ tăng tiến, được chưa? Rồi, khuôn sửa là hoặc, không phải làm nhầm cái đáp án khuôn sửa đúng không? Không nào dùng khuôn sửa đúng không? Đúng rồi, sứ quang là thời gian nhá. Rồi, khuôn trở có nghĩa là gì? Hoặc tức là khi mà chúng ta phải lựa chọn giữa A và B thì chúng ta dùng khuôn trở, được chưa? Thế cái này có phải lựa chọn không? Thanh xuân nó có phải là một trong hai không? Không, thanh xuân nó là cả hai, được chưa? Nó vừa là một cái đoạn thời gian, một cái khoảng thời gian trong cuộc đời, và nó cũng vừa là một cái trạng thái của tâm hồn. À, nó không phải là mối quan hệ lựa chọn, nó không phải là A hoặc là B, đúng không? Cho nên là khuôn trở là chắc chắn sai rồi. Đó, và dán nó thì nó cũng là gì? Quan hệ chuyển ngoặt, được chưa? Cho nên là chúng ta chỉ có cái quan hệ tăng tiến, chỉ quan hệ tăng tiến đó là C, có chỉ thôi, hơn nữa thôi, được chưa? Đó. Các bạn học chữ phồn là các bạn vẫn đọc tốt chữ giản đấy. Đó, các bạn nào mà học chữ giản mà nhìn chữ phồn thì nó mới khó hơn thôi. Các bạn nào học chữ phồn mà nhìn chữ giản thì nó sẽ dễ hơn. Câu 21. 青春是生命的一段时光，而且还是心灵的一种状态。 đúng rồi. À, 时光 thì nghe nó văn thơ hơn, được chưa? 时间 thì bình thường mình hay dùng. Đó, còn 时光 thì thường là dùng trong văn viết nhiều hơn nhá. Thường có thể ai nói tiếng Trung là yêu. Hồi xưa cô học tiếng Trung cũng vì nghe nó hay không? Vì nghe nó hay. Cũng may là hồi xưa mình toàn được nghe các cơ xoái ca nói thôi, là xem các diễn viên ấy, giọng trầm ấm nghe hay. Chứ còn nếu mà nghe giọng các giọng địa phương thì chắc là cũng không cho tiếng Trung đâu. Giống như hồi xưa mình không thích tiếng Thái vì là nghe nó hơi chói tai, nhưng mình không thích tiếng Thái, mình thích tiếng Trung, mình nghe nó trầm ấm. Rồi, câu 21. Bí giao diễn tán là đàn A. 我和陈文俊. Rồi, bạn nào biết Cung Tuấn không? Cung Tuấn, đây, Jun là Tuấn, được chưa? 我和陈文俊都是越南留学生, đều là du học sinh Việt Nam. Học, 都是越南留学生. Đúng rồi, 陈文俊, Trần Văn Tuấn. Trần Văn Tuấn. Học, câu 22. 22. 小刘的哥哥点点点大学毕业了。Rồi Hùng, Hải Minh B. Rồi đúng không? Câu này chúng ta sẽ đoán B, đó là ỷ chiêng. Ỷ chiêng có nghĩa là đã. Ỷ chiêng có nghĩa là đã. Rồi. Anh trai của bạn là Tiểu Lưu đã ta sẽ đi tốt nghiệp đại học. Ta sẽ đi tốt nghiệp đại học. Rồi, đoán B. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Đây là một câu cũng tương đối khó, nó cũng nằm ở trình độ HSK3 thôi, nó nằm ở trình độ HSK3 thôi. Đúng rồi, Vân, Tiểu Lưu được cơ cơ ý chiếng đại học tốt nghiệp là anh trai của bạn Tiểu Lưu đã tốt nghiệp đại học rồi. Đích phấn chọn đáp án C cho câu 23, các bạn khác nào? Luôn luôn là như thế. Trong bài thi Trung học phổ thông quốc gia luôn luôn là có câu ở dạng ngữ pháp này. Luôn 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 có ngữ pháp chữ tơ, bổ ngữ này, tơ trạng ngữ này, tơ định ngữ này. Đó, luôn luôn là có ba cái ngữ pháp đó. Cho nên là chúng ta học và chúng ta nắm vững cái này là được không? Không hề khó. Dương D nha cô. Rồi. Kim Anh C. Đó,
nhắc lại với chúng ta một chút. Để làm được cái câu này thì chúng ta sẽ cần nắm được ngữ pháp của cái từ này. Được chưa? Số lượng từ, số từ, cộng lượng từ, cộng tơ, cộng động từ. Được chưa? Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Rồi, thế mình đối chiếu vào thôi nhá. Rồi, chúng ta có số lượng từ. Khư ở đây chính là lượng từ của ngôi sao, được chưa? Rồi. Số từ y, lượng từ khư, tơ, sủ có nghĩa là đếm. Sủ là động từ đếm nhá. Đó, y khư khư tờ sủ thiên sẵng tờ xảo xinh xỉa. Đếm từng ngôi một, đếm từng ngôi sao một, đúng không nào? Đó, thế còn các đáp án khác là chúng ta thấy là nó đều không đúng với cấu trúc, đúng không? À, cái chữ là xinh xinh ha, không phải xinh xinh, là xinh xinh, là xinh xinh. Xinh xinh, xinh xinh có nghĩa là ngôi sao, nhá, ngôi sao. Y khư khư đà sủ, thiên sẵng đà xảo xinh xinh. Đếm từng ngôi sao trên trời, được chưa? Đó. Rồi chúng ta cố gắng chờ đến câu 25. Hàng dài chuẩn sang đồ vắng đạo yế rằng ta phu rần thị tự chỉ điền 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 quan trọng mến biểu sự cảm xiện. Rồi cả lớp chúng ta vẫn nhìn thấy đúng không? Câu 24 chúng ta chọn đáp án nào? Rồi có thể có bạn chọn đáp án A rồi. Đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án A. Rồi để làm được câu này thì chúng ta nhớ cho cô cái mẫu đó là xiang shui biểu shi cảm xie, xiang shui biểu shi cảm xie. Rồi có nghĩa là thể hiện sự cảm ơn đối với ai, được chưa? Đó. Cái câu này thì chúng ta đoán nghĩa thì rất là khó. Chúng ta cần phải biết được cái mẫu này. Xiang shui biểu shi cảm xie. Nó luôn luôn chỉ đi với xiang thôi. Nó không thể nào là kể, cũng không thể nào là ủy, cũng không thể nào là quảng được. Được chưa? Đó, nó là cái câu cố định rồi. Thẳng dài chóng sang đầu vòng đạo diễn. Đạo diễn vương, người mà đang nằm trên giường. Rằng tha phu rần. À, để vợ của ông ấy. Thì tự chỉ thay ông ấy. Xiang quan trọng mến biểu sự cảm xiện. Cảm ơn tới quan trọng mến. Quan trọng mến tức là khán giả. Đó, quan trọng có nghĩa là khán giả. Quan và xem là nhìn. Trung ở đây có nghĩa là đại chúng, mọi người. Đó, quan trọng mến các khán giả. Kéo sự cảm xiện, thể hiện lòng cảm ơn. Rồi, ok. Chúng ta sẽ dừng buổi livestream hôm nay của mình tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ 6. Chúng mình sẽ tiếp tục với phần số 2 và đằng sau. Nó sẽ là phần khó hơn một xíu. Chúng mình sẽ chia.